Dính em cá cấp rồi. Một yeah. Con cầm đi, cá cấp cho ba. Con cầm đi, con cẩn thận nghe coi chừng nó giục tay. Cá cấp nha. Dính em cá cấp nha, tôi nói rồi mà má đi cá nhiều lắm mà không tin. Ê ê lên mồi đi, lẹ đi. Long lấy lại phong độ. Lấy phong độ đi. Cá cóc này xương dữ lắm. Nhưng mà ăn rất là tốt. Thì á tại chưa có ai nuôi được. Thôi nghe xương là thua. Em mà nghe xương là quả. Nướng ra là ngon không? Nướng hả? Nướng đi chứ biết sao vậy? Thôi thả về xong đi nướng làm gì hết. Má lâu lâu câu được nó đau mỏ lắm bộ. Đúng không? Phượt miền Tây solo bữa nay dính cá cóc rồi. Sao cá hả con? Nướng cá nha. Dính cá cóc rồi nha các bạn.